10 xe bán chạy nhất nhất tháng 11 năm 2022, Toyota Corolla Cross. So với tháng 10 năm 2022, doanh số bán Toyota Corolla Cross đạt 2.418 xe, tăng 329 xe. Kết quả này giúp Toyota Corolla Cross vươn lên vị trí dẫn đầu. Thiết kế thời trang, hiện đại cùng khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm là những yếu tố giúp Corolla Cross hút khách Việt. Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, trong đó có cả bản Hybrid, giá bán dao động từ 720 đến 918 triệu đồng. Tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan. Mitsubishi Xpander. Sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm, bước sang tháng 11 năm 2022, Mitsubishi Xpander đã lấy lại đà tăng trưởng doanh số với 2.370 xe bán ra, tăng 726 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Xpander dẫn đầu phân khúc và nằm trong top đầu những xe bán chạy nhất thị trường. Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp 2022 mới được ra mắt vào ngày 13 tháng 6, được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5 lít. Giá bán của Xpander 2022 dao động từ 555 đến 688 triệu đồng. Hyundai Accent. Hyundai Accent đã lấy lại đà tăng trưởng trong tháng 11 năm 2022 với 2.097 xe bán ra, tăng 192 xe so với tháng 10 năm 2022. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ các đại lý phân phối là một trong những yếu tố giúp doanh số Accent tăng trưởng. Hyundai Accent 2021 được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4 lít đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng. Forerunner, chỉ với gần 1.995 xe bán ra, giảm 399 xe so với tháng 10 năm 2022, Forerunner đã đánh mất vị trí số 1 trong cuộc đua xe bán chạy nhất tháng. Từ khi chuyển sang lắp ráp trong nước, nguồn cung dồi dào giúp doanh số mẫu xe này cải thiện đáng kể. Forerunner 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2X4AT, XLS 4X4AT, XLT và VWLDTZAK đi kèm mức giá từ 659 đến 965 triệu đồng. Toyota Vios. Toyota Vios đạt 2.197 xe, giảm 212 xe so với tháng 10 năm 2022. Kết quả này chỉ giúp Vios CF vị trí thứ 5 trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng tại Việt Nam tháng 10 năm 2022. Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt so với trước đây. Mẫu xe được trang bị động cơ 1.5 lít, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp, giá dao động từ 478 đến 638 triệu đồng. Toyota Veloz Cross. Mặc dù liên tục tăng giá bán, song Toyota Veloz Cross vẫn cho thấy sức hút tại thị trường Việt Nam. Doanh số bán mẫu xe này đạt 1.621 xe, tăng 25 xe so với tháng 10 năm 2022. Veloz Cross đang được giới thiệu với hai phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động CVT. Giá bán của Veloz Cross cho hai bản này lần lượt là 658 và 698 triệu, tất cả đều được nhập khẩu từ Indonesia. Hyundai Creta. Sau nhiều tháng liên tiếp tăng trưởng doanh số, Hyundai Creta đang có dấu hiệu chững lại. Mẫu SUV đô thị chỉ đạt doanh số bán 1.237 xe trong tháng 11 năm 2022, giảm 742 xe so với tháng 10 năm 2022. Hyundai Creta vừa được Hyundai thành công ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Creta có 3 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5 lít. Giá bán dao động từ 620 đến 730 triệu đồng. Ford Everest. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Ford Everest góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Doanh số bán Ford Everest trong tháng 11 năm 2022 đạt 1.105 xe, giảm 184 xe so với tháng 10 năm 2022. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099 đến 1,452 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản AMBIENTE, Sport và Titanium là diesel i42.0 lít tăng áp đơn, trong khi đó bản cao nhất Everest Titanium cộng sử dụng động cơ diesel 2.0 lít biturbo. Mazda 3, MAZDA3 góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam với 1.062 xe bán ra trong tháng 11 năm 2022, giảm 77 xe so với tháng 10 năm 2022. Mazda 3 được Taco bán ra tổng cộng 4 phiên bản, đều sử dụng động cơ 1.5 lít và hộp số tự động 6 cấp. Giá bán niêm yết của Mazda 3 dao động từ 669 đến 789 triệu đồng. Ford Territory.
Sức hút của mẫu xe hoàn toàn mới giúp Ford Territory có khởi đầu thành công tại thị trường Việt Nam. Trong tháng đầu tiên được Ford Việt Nam phân phối, doanh số bán Ford Territory đạt 1.036 xe, dẫn đầu trong số các mẫu crossover đô thị tại Việt Nam. Ford Territory đang được Ford Việt Nam lắp tại Hải Dương với 3 phiên bản, đều sử dụng động cơ EcoBoost 1.5 lít, giá bán dao động từ 822 đến 935 triệu.